Chào quý anh chị, mình nhà đất, Ano nhà đất 365, bán nhà đất Hải Phòng, thông tin sản phẩm nhà đất mới cho quý anh chị nào phù hợp và có nhu cầu. Chỉ 3,29 tỷ nhà 3 tầng, hướng đông 54,4m², ngang 4m rưỡi, ngõ là 2m4, nhà 3 tầng, Nguyễn Công Trứ, Hàng Kênh, Lê Chân. Nhà xây độc lập, khung cột chịu lực, công năng. Căn nhà rất là ok anh chị nhé. Công năng kết cấu của căn nhà là 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, sân phơi, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ. Vị trí trong khu vực trung tâm phố, dân cư đông đúc, bán kính 200m đến 300m là chợ, trường học các cấp. Anh chị cần nắm thông tin cơ bản như vậy để anh chị hình dung được căn nhà. Thì đầu tiên anh chị nhìn thấy là cái chỗ để xe, phòng khách, thì cửa là cửa quấn và cửa kính cường lực anh chị nhé. Nhà thiết kế khá là đẹp. Đứng từ cửa nhìn vào trong căn nhà thì khá là rộng rãi, thoáng, anh chị nhìn thấy rất rõ ràng, thiết kế rất là phong cách anh chị nhé. Đây chính là phòng khách của căn nhà ở tầng 1. Tầng 1 thiết kế là anh chị đã nhìn thấy thông qua ảnh, gồm có phòng khách, phòng bếp và nhà xe. Đấy, thì ở đây là căn nhà thiết kế khá là tinh tế. Tiếp đó là căn nhà này thì thiết kế phòng ngủ thì cũng rất là ấn tượng, sáng tạo. Lền, rồi là tường, rồi là chăn, rồi đèn cũng khá là lung linh anh chị nhé. Căn này thì là chính xác là 2 phòng ngủ như đã thông tin cho anh chị. Đấy, phòng ngủ khá là đẹp. Tiếp đến là nhà vệ sinh. Căn này là thiết kế là 3 nhà vệ sinh anh chị nhé. Đấy, 3 nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thiết kế gạch tường, gạch lên, bồn, bệt, nóng lạnh, vòi sen, và sưởi ấm, gương lược đầy đủ cả. Và thiết kế cũng khá là tinh tế, gọn gàng, ngăn nắp sạch sẽ. Đấy. Phòng tắm thì cũng có phòng là thiết kế các mẫu khác nhau, nhưng về cơ bản chất lượng khá là ok. Còn đây là cầu thang, là không gian điểm nhấn của ngôi nhà. Thì anh chị nhìn thấy thiết kế cũng rất là ấn tượng, phong cách tạo điểm nhấn, cầu thang gỗ, bậc gỗ, tay vịn gỗ. Đấy. Song cũng bằng gỗ, thiết kế điểm nhấn, điểm trang trí khá là bắt mắt và gọn gàng. Đấy, cầu thang thiết kế tạo rất là nhiều điểm nhấn anh chị nhé, rất là gọn gàng, nhìn rất là ngăn nắp và trang trí rất đẹp. Đây là sân phơi. Sân phơi trồng rất là nhiều cây cảnh. Nhìn thực tế, sổ đỏ, bìa rất là vuông vắn, cổng ngõ rất là thoáng. Anh chị nhìn qua hình ảnh cũng lắm được. Nếu anh chị thấy căn nhà này phù hợp với quý anh chị có thể gọi ngay cho anh Minh 0388 832 303, phục vụ 24/7, không qua trung gian, chân thành, nhiệt tình, uy tín, tiếp khách lịch sự, không qua cầu, rút ván, thông tin chuẩn 100%, sàn bất động sản Ano nhà đất 365, địa chỉ số 1 đường Máng Nước, An Đồng, An Dương, Hải Phòng. Rất là cảm ơn quý anh chị ủng hộ kênh bằng cách ấn like, thích video, bằng cách nhấn vào biểu tượng trái tim, hoặc anh chị share video cho nhiều người cùng quan tâm, cùng xem, hoặc anh chị có thể comment bình luận quan điểm của anh chị ở phần mô tả video. Anh chị có thể subscribe, tức là đăng ký kênh để nhận được những video mới về thông tin nhà đất và ủng hộ kênh. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị.